Con này bây giờ là sau bao nhiêu ngày rồi? Dạ, đang 1 tháng đúng. 1 tháng rồi. Trong quá trình làm thì con có đau đớn gì không? Dạ không. Không có cảm giác gì không? Và cái phẫu thuật của con là lúc đó là bác là chỉnh xương. Dạ. Và đã chỉnh hết cỡ rồi. Dạ. Đúng rồi. Nếu mình chỉnh nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chân răng. Cho nên là chỉ cỡ này là ngắn hết cỡ của con rồi. Dạ. Đó. Có nhiều người mình đi phẫu thuật mà mình phẫu thuật bằng những cái phương pháp mà không chuẩn thì mình rất sợ, ví dụ đụng vô là nó đau nè, lúc làm lúc lư nè, thứ hai là trái nắng trở trời bắt đầu là nó giống như nó đau trong xương, trong khớp, ABC này kia, nhưng mà tại gan gu là không có điều đó. Thứ hai là mình sợ giống phẫu thuật xong giống là đồ giả vậy đó, đụng vô sợ đau. Cái này bác sĩ cam kết với con luôn, như người bình thường, nghĩa là mình không cần quan tâm đến nó luôn. Dạ. Rồi chúc mừng anh có con trai đẹp trai nha. Dạ, cảm ơn anh đã chọn lựa bệnh viện gan gu ha. Tôi được biết là anh tìm hiểu bệnh viện gan gu rồi đưa cháu tới đây. Đó là xem trên mạng rồi cũng tìm hiểu. Dạ. Tìm hiểu cũng lâu rồi thì mới. Rồi một lần nữa rất cảm ơn anh đã tìm hiểu và chọn lựa bệnh viện gan gu và đưa con tới đây để làm nha. Chúc hai con luôn luôn thành công và con phải nghe lời cha nha. Lời cha để mà trở thành người giỏi nha. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi cảm ơn anh.